Cập nhật quân sự mở ngày 24 tháng 4 Hằng Lâm và quân sự mở xin kính chào quý vị Hằng Lâm xin được gửi tới quý vị những tin tức quân sự mới nhất trong bản cập nhật sau đây Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị bắt vì cáo buộc hối lộ Ngày 23 tháng 4, Ủy ban điều tra Nga thông báo, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov đã bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ. Báo cáo của Ủy ban không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng ông Putin đã được thông báo về việc bắt giữ Thứ trưởng Ivanov và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã được cảnh báo trước về điều đó. Ông Timur Ivanov là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga từ năm 2016. Trước đây, ông này đứng đầu công ty cổ phần Oboronbus trực thuộc Bộ Quốc phòng. Theo các phương tiện truyền thông Nga, sau cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, ông Ivanov chịu trách nhiệm về dự án tái thiết khu vực Mariupol do Moscow kiểm soát. Ông Ivanov là quan chức cấp cao nhất của Nga phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng kể từ khi Moscow điều quân vào nước láng giềng. Tình trạng tham nhũng ở Nga diễn ra phổ biến và thậm chí có nhiều nghi vấn và điều tra liên quan đến ngay cả số tài sản khổng lồ của chính tổng thống Nga Putin. Điều này là hệ quả của nhiều năm cựu thành viên kcb thâu tóm quyền lực bằng cách thúc ép bằng quyền lực và dụ dỗ, dỗ bằng lợi ích. Chính vì vậy, lý do ông Ivanov, một thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị bắt vì tham nhũng, có vẻ khá khiên cưỡng với giới quan sát, mà nhiều người đang giấy lên nghi vấn liên quan đến các lục đục nội bộ trong chính giới Nga, hoặc là cá nhân ông này làm mất lòng các quan chức cấp cao nhiều hơn. Tương tự, chiến dịch đã hổ diệt ruồi của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, lấy tiếng là thanh trừng tham nhũng, nhưng thực tế là thanh trừng những phe cánh chống đối và thâu tóm quyền lực hơn nữa. Hải Max liên tiếp tấn công các radar phòng không đắt tiền của Nga Lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công radar và các phương tiện quân sự khác của Nga, kênh Telegram Division Divas đã đăng tải đoạn video về vụ pháo kích. Theo đoạn phim, một UAV chính xác đã phát hiện ra thiết bị của Nga, radar và trạm điều khiển chiến đấu của hệ thống phòng không S-300 hoặc S-400 của Nga và các phương tiện bánh hơi khác đã được triển khai ở vị trí chiến đấu trên địa hình chống trải. Tuy nhiên, trang military của Ukraine không thể xác minh chính xác loại radar và các thiết bị khác do chất lượng video thấp do đặc điểm của thiết bị nhiều khả năng radar phát hiện chỉ thị mục tiêu và trạm điều khiển di động trên khung gầm xe tải cùng với các phương tiện khác ở gần đó của nga đã bị phía ukraine phá hủy đây không phải là lần đầu tiên Ukraine sử dụng hai Max phá hủy các trạm radar S-300, S-400 đắt tiền của Nga trong vài ngày qua. Một lần nữa, chứng minh lập luận trước đây của quân sự mở gửi tới quý vị rằng Nga có thể đang thiếu các hệ thống phòng không tiền tuyến tầm trung và gần như Buk hay Panzer và phải điều chuyển S-300 và S-400 ra gần giới tuyến hơn để bảo vệ các đơn vị mặt đất. Khiến chúng nằm trọn trong tầm bay chỉ hơn 80 km của rocket 2 Max và liên tiếp chúng các đoàn đánh nặng nề từ hệ thống pháo binh cơ động cao của Mỹ viện trợ cho Ukraine. Điều này cũng chứng minh hiệu quả của các chiến dịch tìm diệt hệ thống phòng không của Nga thời gian qua của Kyiv. Ngoài ra, khu vực đặt thiết bị của Nga bị phao kích bởi tên lửa GMLRS, đoạn video không cho thấy thiết bị bốc cháy nhưng chắc chắn nó đã bị hư hỏng do các mảnh vỡ vào vụ nổ mạnh gần đó. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược quy mô lớn vào Ukraine, các hệ thống phòng không đắt tiền trứ danh được Nga quảng cáo rầm rộ cho cuộc chiến liên tiếp bị phá hủy một cách không thương tiếc bằng các chiến thuật cực kỳ đa dạng và khó lường của Kyiv, cũng như hiệu suất vượt trội của vũ khí do phương Tây viện trợ trước các hệ thống vũ khí Nga. Việc mất hoặc bị vô hiệu hóa tạm thời các hệ thống như vậy gây ảnh hưởng lớn tới quân đội Nga. Trước đó, lực lượng phòng thủ Ukraine cũng đã phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không Buk ở vùng Donetsk và hệ thống tên lửa đất đối không Tor ở vùng Saurisia. Gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine dự kiến trị giá khoảng 1 tỷ đô, lần đầu tiên có ATACMS tầm xa, theo CNN. Nhiều nguồn tin tiết lộ với đài CNN rằng chính quyền tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị một gói viện trợ mới cho Ukraine, dự kiến trị giá khoảng 1 tỷ đô la. Theo nguồn tin, gói này sẽ được tổng thống Joe Biden phê duyệt sau khi Thượng viện thông qua dự luật viện trợ nước ngoài mới vào chiều ngày 23 tháng 4 theo giờ địa phương trong các cuộc họp giao ban trước quốc hội trong những tuần gần đây các quan chức chính quyền washington đã chỉ ra rằng mỹ có thể sẽ gửi hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội atacms tầm xa lần đầu tiên cho ukraine trong gói viện trợ mới theo ba nguồn tin nói với cnn Mùa thu năm ngoái, Mỹ lần đầu tiên gửi cho Ukraine phiên bản tầm trung của hệ thống tên lửa ATACMS, có thể đạt tầm bắn khoảng 160 km, trong khi phiên bản tầm xa hơn có thể đạt tầm xa tới 300 km. Ngay lập tức đã gây ra nỗi kinh hoàng cho quân đội Nga bằng vụ tập kích vào sân bay Berdyan, phá hủy và làm hư hại một loạt trực thăng quân sự đắt tiền. Các quan chức Ukraine đã yêu cầu Mỹ cả công khai lẫn riêng tư về việc cung cấp tên lửa tầm xa để có thể tấn công sâu vào phía trong phòng tuyến của Nga. Tuy nhiên, phía Washington đã từ chối vì vấn đề về nguồn cung cấp và không muốn khiêu khích Moscow. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã mô tả tình hình trên chiến trường Ukraine ngày càng nghiêm trọng trong vài tháng qua, khi viện trợ của Washington bị đình trệ các nguồn tin cho biết gói viện trợ này dự kiến sẽ bao gồm những loại đạn dược rất cần thiết cho ukraine bao gồm đạn phòng không và pháo binh xe chiến đấu bộ binh bradley văn bản luật đã được hạ viện thông qua và chuẩn bị được thượng viện phê chuẩn yêu cầu chính quyền ông biden chuyển giao atacms tầm xa càng sớm càng tốt trừ khi tổng thống xác định rằng làm như vậy sẽ gây bất lợi cho lợi ích an ninh quốc gia của hoa kỳ Viện trợ quân sự sẽ được lấy từ kho dự trữ của chính Hoa Kỳ thông qua cơ chế tài trợ được gọi là quyền điều chuyển ngân sách tổng thống hay PDA và sẽ là gói PDA đầu tiên dành cho Ukraine kể từ tháng 3. Các quan chức nói với CNN rằng, Bộ Tư lệnh châu Âu của Hoa Kỳ hiện đang làm việc để xử lý số vũ khí này, để sau khi được Thượng viện thông qua viện trợ, nó có thể được chuyển vào Ukraine một cách hiệu quả nhất có thể. Bà Celeste Wallander, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề an ninh quốc tế, hồi đầu tháng này nói rằng, sau khi khoản tài trợ được thông qua, ngũ giác đài có thể bắt đầu chuyển viện trợ trong vòng 1 hoặc 2 tuần. Cuộc họp liên quan đến việc bỏ phiếu cho gói viện trợ Ukraine hiện đang diễn ra ở Thượng viện Hoa Kỳ. Litva viện trợ cho Ukraine xe bọc thép M577 Bộ Quốc phòng Litva thông báo vào ngày 23 tháng 4, họ đã giao một số lượng chưa xác định xe bọc thép chở quân APC M577 cho lực lượng vũ trang Ukraine. Xe Chỉ Huy M577, một biến thể của xe chở quân Bọc thép M113, được thiết kế để sử dụng làm sở chỉ huy di động hoặc trung tâm điều hành chiến thuật, thường ở cấp tiểu đoàn và đã phục vụ từ chiến tranh Việt Nam đến cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Đang được nhiều quân đội và cơ quan thực thi pháp luật sử dụng cho nhiều mục đích, có thể làm xe cứu thương bọc thép hay phương tiện phản ứng chiến thuật. Bộ Quốc phòng Litva cho biết, để đáp lại yêu cầu từ Ukraine, nước này đã cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ quân sự trong năm nay. Chúng bao gồm đạn 155 ly, xe bọc thép chở quân M577, hệ thống chống UAV và thiết bị mùa đông. Ngoài ra, Litva còn cung cấp đạn dược cho súng phóng lựu chống tăng Karl hệ thống kích nổ từ xa RISE-1, máy phát điện và máy bay tấn công hạng nhẹ L-39ZA Albatross đã được tháo rời một phần cùng với các linh kiện hỗ trợ khác. Vào ngày 6 tháng 4, Bộ Quốc phòng Litva thông báo rằng họ đã gửi một số lượng không được tiết lộ xe M-577 cho Ukraine. Litva là một trong những đồng minh hỗ trợ cho Ukraine nhiều nhất kể từ khi Nga xâm lược. Trong thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Litva nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của nước này dành cho Ukraine là lâu dài và đã lên tới 1 tỷ euro, trong đó có khoảng 610 triệu euro hỗ trợ quân sự. Nga tá hỏa vì UAV tàng hình của Kyiv được tăng tầm hoạt động. Theo cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Roscosmos của Moscow, lực lượng Nga ở miền Nam Ukraine đang áp dụng chiến lược phòng thủ mới để đối phó với các phiên bản cập nhật của UAV hạng nặng của phía Kyiv. Ông Dmitry Rogozin, cựu giám đốc Roscosmos, ngày 23 tháng 4 nói rằng Ukraine đã tăng phạm vi và khả năng tàng hình của UAV Baba chaga Ông viết trên Telegram rằng, Chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng sau khi nghiên cứu được thói quen, lộ trình và chiến thuật của chúng. Điều quan trọng không phải là bắn hạ UAV, mà là tiêu diệt những người điều khiển chúng bằng cách tìm ra nơi ẩn náu của chúng. Ông Rogozin nói thêm, các lực lượng Nga phát hiện các UAV đang lao tới bằng cách sử dụng camera nhìn đêm gắn xung quanh chúng. Cựu giám đốc Roscosmos cho biết không thể nghe thấy âm thanh từ các UAV nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng trong phạm vi của thiết bị ảnh nhiệt ở khoảng cách vài km. Ông Rogozin trước đây đã coi UAV Baba Yaga là cực kỳ nguy hiểm đối với quân đội Nga khi nó được triển khai theo cặp cùng với UAV góc nhìn thứ nhất. Ông Samuel Bendez, thuộc tổ chức tư vấn CNA của Hoa Kỳ, nói với báo Newsweek hồi đầu tháng rằng UAV Baba Yaga vốn là loại UAV phục vụ cho nông nghiệp, nhưng đã được sửa đổi, thường được thiết kế dưới dạng có bốn cánh, sáu cánh như con bạch tuộc. Nga đang cố gắng chế tạo loại UAV tương tự như Baba Yaga, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Chuyên gia Bendez cho biết thêm, người Ukraine là chuyên gia trong việc điều khiển các UAV này. Ông Rogozin thừa nhận sự tiến bộ của Ukraine trong công nghệ UAV, đồng thời nói thêm, đây không còn là việc biến UAV nông nghiệp thành UAV chiến đấu nữa, mà là một loại UAV hạng nặng loại trực thăng riêng biệt, có động cơ điện và pin mạnh để tăng tầm hoạt động. Tư lệnh Ukraine cảnh báo Nga sẽ tấn công vào những khu vực bất ngờ trong mùa hè này. Ngày 23 tháng 4, ông Oleksandr Pepnenko, chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine cho biết, quân đội Nga sẽ tấn công vào những khu vực bất ngờ trên mặt trận vào mùa hè này và có thể cố gắng tiến vào thành phố Kharkiv. Tư lệnh lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, ông Oleksandr Pepnenko cho biết, những tháng tới sẽ khó khăn đối với nước này, nhưng binh lính đang chuẩn bị để ngăn chặn bất kỳ bước đột phá chiến lược nào của đối phương. Ông Pepnenko nói với trang Liga.net rằng, có thể Nga sẽ đạt được những thành tựu nhất định và hoàn thành được từ 10 đến 15% mục tiêu của mình. Quân đội Ukraine sẽ đối mặt với nhiều tháng khó khăn trước cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, điều đó sẽ không mang lại cho họ một chiến thắng chiến lược. Ông nói rằng, thật sai lầm khi cho rằng bất cứ lúc nào Nga sẽ phải tạm dừng cuộc tấn công vì thiệt hại. Phía Nga không cần tạm dừng, họ bình tĩnh tuyển thêm 30.000 người mỗi tháng. Vì vậy, họ không cảm thấy mất mát. Ông Pipnenko nhấn mạnh, cách duy nhất để Ukraine giành chiến thắng là tăng nhanh tỷ lệ tổn thất của Nga lên gấp 2 hoặc 3 lần để họ cảm thấy thiếu nhân lực và trang thiết bị. Mặt khác, ông cho rằng Ukraine cần huy động thêm quân để cho phép binh sĩ ở tiền tuyến được luân chuyển và nghỉ ngơi hợp lý trong điều kiện chiến tranh tiêu hao. Tư lệnh Pipnenko nói: "Chúng ta đang thiếu người, nếu không có sự huy động, sẽ không có sự luân chuyển, không có vòng quay, con người sẽ kiệt sức." không đơn vị nào có thể giữ vững việc phòng thủ liên tục trong 2 hoặc 3 năm, đặc biệt nếu đó là vị trí mà đối phương nhắm đến. Ông Pipnenko cho rằng, Nga không thể đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào trong năm nay. Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn, Moscow vẫn có thể tập hợp thêm quân. Bây giờ, họ sẽ không gây ra những vấn đề đến mức các chỉ huy lực lượng phòng vệ sẽ hoảng sợ và không biết phải làm gì. Chúng tôi đang chuẩn bị, nhưng nếu chúng ta cho họ 2 hoặc 3 năm nghỉ ngơi, họ sẽ phục hồi và xâm chiếm Ukraine với sức mạnh mới. Nga tiếp tục phóng nhầm tên lửa vào lãnh thổ của mình Mới đây, Nga đã phóng nhầm tên lửa xuống lãnh thổ của mình gần biên giới Ukraine. Ngày 22 tháng 4, Asha, hãng tin độc lập của Nga viết trên kênh Telegram rằng, một tên lửa X-59 được phát hiện tại một cánh đồng gần làng Krasnoy thuộc vùng Belgorod của Nga vào ngày 19 tháng 4. Theo Asha, quân đội đã phải phá hủy nó ngay tại chỗ, không có thiệt hại hay nạn nhân nào. Belgorod nằm gần biên giới Ukraine và là nơi có nhiều căn cứ quân sự và cơ sở huấn luyện của Nga. Khu vực này đã rung chuyển bởi các vụ nổ trong suốt cuộc xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chính quyền địa phương thường xuyên báo cáo về các UAV trong khu vực đã có nhiều sự cố được báo cáo trong năm nay liên quan đến việc quân đội Nga vô tình bắn đạn dược và tên lửa vào chính lãnh thổ của mình. Astra cho biết, chỉ riêng trong tháng 3 và tháng 4, lực lượng Moscow đã thả nhầm ít nhất 21 quả bom từ máy bay của họ xuống đất Nga và trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Astra nói thêm rằng, chính quyền Nga có xu hướng gia đẩy các vụ việc, nói rằng có sự cố xa đạn bất thường. Astra cho biết, vào ngày 27 tháng 1, Nga đã vô tình thả bom trên không FAB do Liên Xô thiết kế xuống Belgorod hai lần. Chúng không phát nổ hay gây thương vong và được tháo ngòi nổ vào ngày hôm sau. Vài ngày trước đó, vào ngày 21 tháng 1, tờ báo này đưa tin rằng một quả bom FAB khác đã được thả xuống một trong những con đập của chính họ ở Belgorod. Ngày 13 tháng 1, Nga đã phóng tên lửa Kalib vào khu vực Krasnodar, nằm ở vùng Bắc Cáp Cát ở miền nam nước Nga, hai lần trong một ngày. Ngày 2 tháng 1, một tên lửa của Nga đã rơi xuống làng Petropavlivka ở vùng Voronez, khiến 4 người bị thương. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật quân sự mở trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị buổi trưa an lành. Còn bây giờ, Hằng Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý vị. thank